22 tháng 7 năm 2024, Hội Khoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho 4 hoàn cảnh như sau. Một là cụ Sen ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng để lần giao thứ tư, do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Hai là cô Vân ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng để lần giao thứ tư, do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Ba là cụ Tràng ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 700.000 đồng để lần giao thứ tư, do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Bốn là cô Kiều ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng để lần giao thứ tư, do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Trong này thì có mặt ba hoàn cảnh, còn một hoàn cảnh cụ Sen vắng bệnh nhờ người thân đến nhận thai. Sau đây là lời phát biểu của bốn hoàn cảnh. Cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ.